Hello mọi người, anh Đức có hỏi trên cái câu là tôi ở Việt Nam, tôi muốn mua nhà cho thuê ở Mỹ. Nhưng mà có cách nào vay dài hạn hơn không? Tại vì tôi có nghe trên nói là chỉ vay được 1 đến 3 năm thôi, như vậy thì nó hơi ngắn hạn cho tôi quá. Rồi, anh Đức ơi, có chương trình vay dài hạn chứ không phải là không. Nhưng mà cái vấn đề là trên ít đề cập tới bởi vì nó khó. Nó khó cho nhiều cái tình huống và nhiều trường hợp. Thứ nhất nè, nếu mà vay được dài hạn từ 5 năm đến 30 năm là dài hạn nha, thì anh phải đáp ứng đủ 3 yếu tố này và trên nói lần lượt theo nha. Cái yếu tố thứ nhất là xác minh tất cả mọi thứ thuộc về mình. Thứ nhất là điểm tín dụng tại Việt Nam và tại bất kỳ quốc gia nào mà anh chị em đang nghe, tại Pháp, tại Ý, tại Bỉ, tại Thái Lan, tại Campuchia, tại bất kỳ quốc gia nào mà anh chị em muốn đầu tư dài hạn tại Mỹ nha. Anh chị em học luôn giúp trên. Thứ nhất là điểm tín dụng tại quốc gia của mình. Điểm tín dụng đó, trên cái bản báo cáo tín dụng đó, mình có một số món nợ trưởng thành. Đó chứ không phải là nợ những cái lặt vặt ở trên không nói, nhưng mà nợ nhà nè, nợ xe nè, những cái gì mà liên quan tới tài sản mà có giá trị đó, ok. Và nợ nó đã lâu năm, với ít nhất 3-4 năm trở lên, 2 năm trở lên là minimum, ví dụ như thế. Phải có điểm tín dụng tốt. Nhưng mà cái gì trên cái bản báo cáo tín dụng đó là một cái vấn đề khác nữa, thì cần phải nộp hồ sơ vào thì trên mới biết được nó như thế nào, ok. Đó là điểm tín dụng. Điểm thứ hai là giấy thuế, báo cáo về cái thu nhập cá nhân của mình. Ok, cái thu nhập cá nhân, và khi nói đến vay mượn và nói đến thu nhập cá nhân thì phải nói đến con số đem về túi sau khi trừ mọi chi phí, chứ không có nói tổng doanh thu. Không cần biết tổng doanh thu như thế nào, nhưng mà anh đem về túi bao nhiêu thì cái con số đem về túi đó nói đến cái khả năng chi trả của anh cho cái nợ mới này. Đó là cái yếu tố thứ hai trong cái điều kiện thứ nhất. Yếu tố thứ ba cần phải xác minh nè, tất cả các khoản nợ anh đang có. Nó giống như là một cái personal financial statement, có nghĩa là một cái form, nó có 3 cái trang. Anh phải điền hết tất cả mọi tổng giá trị tài sản của anh có nè, là bao nhiêu tiền, ví dụ như 5 triệu đô, 10 triệu đô. Nhưng mà bên cạnh đó anh phải kê khai luôn tất cả những cái khoản nợ anh đang có và những cái trách nhiệm tài chính anh đang có, đúng không? Nếu mà anh không có nợ nần gì hết thì tất cả những cái đó nó là net worth của anh, đúng không? Tài sản mình đứng tên không có sao hết, nhưng mà bên cạnh cái tổng giá trị tài sản mà mình đang có nợ thì mình phải kê khai ra. Tôi tổng giá trị tôi đang có 10 triệu nhưng mà tôi nợ hết 8 triệu rồi, cái net worth tôi chỉ có 2 triệu thôi, và tôi xoay sở cái gì đó trong cái 2 triệu đó thôi. Và tất cả những cái đó nó đo lường được cái rủi ro của cái người đưa tiền ra, cái ngân hàng hay cái lender nó như thế nào, ok. Đó là điểm thứ ba. Và cái yếu tố thứ tư là cái tiền down á, 25% là down payment, nó gọi là tiền down đó anh. Tiền cái phần của mình bỏ vô và mình vay chỉ có 75% thôi, ví dụ như thế đó. Thì cái tiền này ở đâu ra? Nó không thể nào gọi là đem 1-2 tỷ deposit vô trong ngân hàng của Việt Nam, là nó phải biết số tiền ở đâu ra. Tiền mặt là chết rồi. Nếu anh deposit có số tiền mặt đó trong vòng 30 ngày, 60 ngày, 90 ngày, tùy cái chương trình nha. Nhưng mà nếu mà trong vòng 2 tháng qua mà anh deposit tiền mặt vô là trật lấp rồi. Đa số là mình sẽ không xác minh được số tiền nó ở đâu ra. Ok. Nên nếu mà mình cho ai vay đó, mình có giấy tờ vay mượn đàng hoàng đó thì nó lại khác. Nhưng mà mình, nếu mình tự nhiên mình make up, gọi là mình soạn thảo tập bại bại ra là còn chết nữa. Nó chỉ tốn công, tốn sức và tốn thời gian và tốn tiền của mình thôi, người ta biết hết chưa, ok. Nên cái việc mà xác minh số tiền của mình có ở đâu ra trong bank statement, trong nói nona là trong cái bản sao kê tài chính của mình á, trong tài khoản của mình á, bản sao kê số tiền nó ở đâu ra, ai deposit vào, số tiền đó phải như thế nào, và công việc kinh doanh anh như thế nào, anh làm việc với mô hình gì, và tương đương với cái sales và những cái doanh thu của anh deposit sẽ như thế nào. Và nếu mà tiền mặt từ 200-300 triệu trở lên, 10.000 đô trở lên mà anh không có giấy tờ gì hết là chết, đúng không? Nó sẽ không có yêu cầu bây giờ đâu, nó sẽ yêu cầu cái lúc mà trước khi anh closing đó, nó sẽ yêu cầu bank statement vô. Lợn cợn lấn cắn chỗ đó. Đôi lúc cái cách làm việc của người Việt Nam rất là đơn giản, yes là yes ngay từ đầu, ví dụ như thế. Nhưng mà đối với Mỹ, trong cái việc làm ăn kinh doanh mà cho vay anh, nó rất là kỹ cương,
nó theo đúng nguyên tắc của nó phải xác minh, nó phải làm cái này, nó phải đòi hỏi cái kia, nó làm đủ thứ cái. Rồi cái ngày mà closing anh ký giấy tờ hết rồi, chưa chắc là nó đưa tiền cho anh nữa nha. Không phải là nó không có tiền hay là nó làm khó anh, không phải. Nhưng mà nếu mà nó có lợn cợn gì đó mà nó nghi ngờ cái transaction này, có thể là anh nói trên hồ sơ là anh nói là anh mua nhà cho thuê, anh đầu tư. Nhưng có thể anh mua nhà cho con anh, có thể là anh mua nhà cho bà con anh, anh đứng tên giùm. Ví dụ như thế có rất là nhiều cái yếu tố, nhiều cái rủi ro, và Mỹ nó không thích như vậy. Cái gì ra cái đó, và nó rất là sợ cái việc đứng tên giùm và mua cho gia đình mình ở thay vì là mình mục đích cho thuê. Ok, nên đó là một trong những cái, trong cái yêu cầu đầu tiên là anh phải xác minh tất cả mọi thứ thuộc về anh. Và đó là bốn cái yếu tố trong cái điểm đầu tiên đó trên muốn nói. Điểm thứ hai là gì? Cái điểm thứ hai là khó nè. Nếu là anh là cái người nước ngoài và anh chưa bao giờ tới Mỹ này kia nè, điểm thứ hai là khó nè. Cái điểm thứ hai là anh phải có tài khoản ngân hàng tại Mỹ, US based bank account. Tài khoản ngân hàng tại Mỹ để làm gì? Để nó withdraw cái số tiền mà anh thanh toán cho nó mỗi tháng đó, nó dễ dàng, nó thuận tiện cho nó. Anh hiểu không? Đó. Đa số những người mà ở nước ngoài không có vào Mỹ đó, chưa từng vào Mỹ đó, không có một giấy tờ tùy thân nào hết, không có xác minh được gì hết, thì làm sao mà anh răng ngân hàng Mỹ mà anh nói là anh mở một cái tài khoản Mỹ được? Đó là cái điều thứ hai, là điều rất là khó. Ok. Rồi. Khó nhưng mà không phải là không làm được. Điểm thứ ba là anh phải có mặt tại Mỹ cái lúc mà anh ký giấy tờ. Cái việc mình mua nhà cho thuê tại Mỹ, cái việc mà mình mua bất động sản đầu tư tại Mỹ, nó không liên quan gì đến cái việc mà immigration, nó không liên quan gì đến việc mà cấp visa để mà qua được Mỹ định cư, hay là có thẻ xanh, hay là có một work permit, hay bất kỳ cái gì, không liên quan. Hai cái lĩnh vực nó không có liên quan với nhau. Anh vẫn có thể đầu tư vào Mỹ với cái việc là đầu tư bất động sản, nhà cho thuê, building này kia. Nhưng mà cái việc đó nó không relate, nó không có liên quan tới cái việc là cấp thẻ xanh, hay là không có liên quan đến cái việc là cấp visa cho anh qua Mỹ nha, để ký giấy tờ hay bất kỳ cái gì nha, không liên quan. Nên đây là một cái rủi ro của anh. Về mặt đứng tên hợp pháp, làm chủ căn nhà tại Mỹ, là người nước ngoài, anh vẫn hợp pháp bình thường. Nhưng mà để anh có mặt tại Mỹ, đó là một phạm trù khác, một cái việc đầu tư khác có lợi cho người Mỹ, tạo ra công ăn việc làm cho người Mỹ và đầu tư để phát triển nền kinh tế của Mỹ góp phần, thì nó là mặt khác nữa nha. Ok, so có 3 điểm, 3 cái yêu cầu cho nói lại. Thứ nhất là xác minh tất cả mọi thứ có tên của anh, thu nhập, nợ nần, tín dụng và số tiền ở đâu ra. Điểm thứ hai là anh phải có một cái tài khoản ngân hàng tại Mỹ mang tên anh. Điểm thứ ba là anh phải có mặt tại Mỹ trong lúc mà anh ký giấy tờ để làm được cái chương trình vay dài hạn khi mà mua nhà đầu tư tại Mỹ. Vẫn có những cái chương trình là không cần check income, không cần check nợ, không cần chứng minh công việc làm. Bên cạnh đó, nó check tất cả mọi thứ mà Jen vừa mới nói. Chỉ khác một cái là không cần chứng minh giấy thuế và nợ nần của mình thôi. Tại vì nó dùng cái thu nhập của cái nhà mình sẽ mua để nó cover cho cái nợ nần của mình, hay là những cái income, cái thu nhập của mình, cái khả năng chi trả của mình. Vẫn làm được, nhưng mình lại lợn cợn cái yêu cầu thứ hai và cái thứ ba. Thứ nhất là có mặt tại Mỹ để ký giấy tờ. Cái thứ hai nữa là mình phải có cái tài khoản ngân hàng tại Mỹ để người ta withdraw tiền, rút tiền nó dễ dàng. Và bên cạnh đó vẫn phải chứng minh cái tiền down payment ở đâu ra, vẫn phải xác minh được cái điểm credit. Ok. Và tiếp theo, khi mà mình không có chứng minh được cái thu nhập cá nhân của mình, thì mình phải khôn ngoan và đủ kinh nghiệm để chọn những căn nhà có cái market rent, là cái giá cho thuê trên thị trường xuất hiện trên cái bản định giá appraisal report khi mà làm hồ sơ đó anh. Thì phải có được cái giá cho thuê trên thị trường, gọi cái chữ tiếng Anh là market rent. Ok, thì cái giá cho thuê đó nó phải cao đủ để nó chi phí cho cái mortgage, là cái món nợ của anh có tiền vốn, tiền lời và tiền thuế, tiền bảo hiểm mỗi tháng nó đi ra chi phí như vậy, thì phải cân đo đong đếm rất là nhiều. Ok, tóm lại đầu tư một cái nơi xa như vậy, và đặc biệt là lúc mà anh chưa bao giờ tới Mỹ. Nếu mà anh tới Mỹ rồi thì Jen không có nói nhiều, nhưng mà nếu mà anh chưa tới Mỹ thì Jen nghĩ là một cái điều phải cân nhắc. Và đặc biệt là anh phải nắm được cái thị trường tại Mỹ, anh phải có kiến thức về những con số
cho thuê làm sao, chi phí làm sao, thuế má làm sao, lợi nhuận làm sao, tất cả mọi thứ, trong khi mà mình đầu tư xa và mình không có nắm được cái gì hết, hoặc là mình không có thấy được tận mắt cái căn nhà hay là cái vấn đề mà mình đang đầu tư. Thì Jen khích lệ là trước hết là vừa tham khảo vừa xem nhiều cái video của Jen để hiểu hơn, để tất cả những cái thông tin này nó thấm vào trong cái kiến thức của mình. Và thứ hai nữa là anh nên order cái cuốn sách của em, đó là cuốn sách là Đòn Bẩy Tài Chính, Cách Kiếm Tiền Với Bất Động Sản Tại Mỹ, để mình nắm được basic những cái thông tin về thị trường, về căn nhà, về những con số lợi nhuận ra làm sao, chi phí ra làm sao và nhiều cái chiến lược khác nữa để anh có thể nắm được, và mình từ đó mình mới quyết định nha. Ok, có bất kỳ câu hỏi gì trong cái vấn đề mà đầu tư tại Mỹ hay như thế nào, và những cái connection như thế nào, những công ty dịch vụ hay làm như thế nào, Jen có thể giới thiệu những cái người làm uy tín cho anh được. Don't worry, ok, không có lo lắng gì hết nha. Chỉ cần là mình phải trang bị cho chính mình, bởi vì mình là cái người đưa tiền ra, mình phải nắm được cái kiến thức đó, không có phụ thuộc vào bất kỳ ai hết trơn. Tại vì khi mà nó thành công không nói, nhưng mà nếu mà nó có thất bại, hoặc nếu không thất bại thì nó có những cái lợn cợn, như những sóng gió, nó có những cái thử thách, như những khó khăn tới, thì mình là cái người chủ đoàn tàu, mình phải nắm được anh nha. Rồi, có bất kỳ câu hỏi gì cho Jen biết nha. Thank you mọi người, bye bye.